Ngày 5 tháng 4, ô tô hiệu Mercedes biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh. Khi vừa đến trạm thu phí An Sương, An Lạc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xe tông vào ụ bê tông giải phân cách phân chia làn đường tại trạm thu phí. Cú tông mạnh khiến ô tô lật ngang, tài xế mắc kẹt bên trong. Phát hiện vụ việc, thấy xe tỏa khói, các nhân viên bảo vệ tại trạm thu phí hỗ trợ ngăn cháy, đưa tài xế ra ngoài. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó đến hiện trường phối hợp xử lý, điều tiết phân luồng giao thông. Tại hiện trường, ô tô móc méo hư hỏng nhiều bộ phận, túi khí bên trong xe bung ra. Nhân viên trạm thu phí sau đó cho đóng một làn đường để đảm bảo an toàn. Ảnh hưởng từ sự cố tai nạn khiến giao thông qua khu vực Quỳnh Nữ kéo dài. May mắn tài xế không bị thương tích nghiêm trọng. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Mercedes được đưa khỏi hiện trường, giao thông khu vực dần ổn định trở lại.